Ok, xin chào tất cả các bạn. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng chờ đợi cũng như là đã tiên đoán rất rất nhiều thứ, và cuối cùng thì Game Freak đã tặng cho chúng ta một cú khá là sốc. Và cái video này thì tôi cũng làm không có kịch bản gì cả, chỉ là những suy nghĩ của tôi cũng như là những dự đoán tương lai về cái tựa game mới mà Game Freak vừa mới xác nhận hôm qua, đó chính là Pokemon Legend Z2A. Tôi không biết đọc tên nó làm sao, từ Z đến A hả? Nói chung là vậy đó. Cái điều tôi khá bất ngờ đầu tiên đó chính là năm nay chứ có vẻ là sẽ không có game mới. Hoặc khi nhiều khi ở giữa năm họ lại công bố một con game remake sẽ ra mắt cuối năm nay chẳng hạn, ai biết được Game Freak. Nhưng hoặc là họ thật sự đang tập trung vào con game lần này. Có vẻ như là sau nhiều năm nỗ lực mỗi năm ra mắt một game để có thể bán được merchandise, rồi bán được rất nhiều thứ xung quanh cái game đó, thì giờ đây Game Freak đã thực sự rút kinh nghiệm chăng? Họ đã cho phép nhân sự của mình thêm thời gian deadline là một năm để có thể hoàn thiện và hoàn chỉnh được con game lần này. Nhưng điều tôi không ngờ nhất đó chính là họ bỏ qua Gen 5 và nhảy thẳng tới Gen 6 luôn. Tất cả những gì người chơi đoán mò từ mấy tháng gần đây, Gen 5 Remake, Pokemon Black 3, White 3, xong rồi Pokemon Legend Celebi, Let's Go Celebi hay gì đó, đủ thứ. Và rốt cuộc là chúng ta sẽ có được một tựa game về Pokemon Legend của Gen 6. Như một trò đùa. Nhưng mà phải bất ngờ vậy mới là Game Freak đúng không? Tôi cũng đã tiên khá là, gọi là tiên đoán trước thì cũng không đúng, nhưng mà tôi cũng đã khá nghi vì không thể nào mà Game Freak lại dễ dàng như vậy, cho người chơi đoán một cách dễ dàng như vậy thì không phải là họ rồi. Và thật ra tôi cũng khá nghi là tựa game này sẽ đi kèm với hệ máy chơi game mới của Switch, Nintendo Switch 2 hay là Switch Pro gì đó. Bởi vì cũng khá là nhiều thông tin, khá nhiều rumor về việc game Nintendo sẽ sản xuất một hệ máy chơi game mới mạnh mẽ hơn con Switch hiện tại chẳng hạn. Và Pokemon Legend Z2A này sẽ là một phương án kích cầu để người chơi mua cái sản phẩm mới này. Vậy thì chúng ta cùng thử là một cái tiên tri đi, coi là trong Pokemon Legend Z2A này sẽ có những nội dung gì. Tôi nghĩ đầu tiên chắc chắn là sẽ liên quan tới AZ, vị hoàng đế cổ xưa và già nhất của cái vùng Kalos này, cùng với cái con Eternal Floette của ổng. Vì khi mà Pokemon X và Y ra mắt vào cách đây 10 năm trước, thì cái con Floette Eternal này nó không được bắt bởi bất kỳ ai hết ngoài ông AZ. Chỉ số của nó hoàn toàn khác xa những con Floette khác. Nó là một dạng, một hình dạng khác luôn, như là Paradox bây giờ vậy đó. Mà Pokemon Legend Z2A này lại nằm trong cái mảng thời đại của Gen 9. Vì vậy mà tôi nghĩ hơn 50% thì con Floette Eternal này sẽ là một dạng Paradox mới của con Floette thời hiện đại. Theo tôi nhớ hình như nó có chiêu độc quyền luôn á. Mà 10 năm rồi không có thông tin gì về nó, thì chắc chắn trong Pokemon Legend Z2A này chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Còn về nội dung của game thì việc xây dựng thành phố Lumiose City nó lại khiến tôi liên tưởng tới việc xây dựng căn cứ của trò chơi mới nổi, đang nổi hiện tại là Power. Tôi không biết tại sao tôi lại liên tưởng hai tựa game này với nhau, nhưng mà nó lại nhưng mà cái concept của nó lại khá là ok về việc là chúng ta sẽ đi xây dựng, nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một thành phố Lumiose City. Tôi không biết là xây dựng theo kiểu là hiện đại hay là cổ đại, bởi vì trong Pokemon Legend người ta dựng hiện tại thì Pokemon Legend không có concept cụ thể là chỉ là về quá khứ, nhiều khi nó lại về tương lai thì sao. Và tương lai thì tôi không biết là nó sẽ lấy cái bối cảnh như thế nào về việc lại phải tái xây dựng thành phố này trở lại. Nếu một kịch bản khá đẹp đó chính là chúng ta sẽ đi bắt những Pokemon và nhờ chúng phụ chúng ta xây dựng một thành phố Lumiose City trong mơ. Nếu được thì mỗi người chơi sẽ có cách xây dựng thành phố của riêng mình và cách trang trí thành phố đó của riêng mình luôn. Vậy thì khá là hay ý nhở. Nó giống như là kiểu xây dựng căn cứ trong Power thiệt. Đúng mà. Nếu mà người chơi có thể bắt những Pokemon về làm việc cho mình. Ủa trời đất ơi, tôi đang nói về cái gameplay của Power rồi còn gì nữa. Nói chung là vậy đó. Cho nên là việc xây dựng thành phố Lumiose City. Nhưng mà thành phố này chẳng phải là quá rộng lớn sao? Tôi không biết là nó có lấy thêm mảnh đất khác của Kalos hay không, hay là chỉ là một thành phố Lumiose City, hoặc là chúng ta sẽ đi xây dựng từng thành phố lớn một của vùng Kalos luôn chẳng hạn. Mà tại sao lại phải xây dựng lại hả? Chẳng lẽ cái này lấy thực sự là lấy trong bối cảnh là quá khứ hả ta? Nhưng mà cái trailer thì lại thể hiện một cái nét vẽ khá là hiện đại, cho nên là
chẳng lẽ trong quá khứ thì thật sự là thành phố này đã bị hủy hoại bởi Lysandre? Có thể lắm chứ. Có thể là Lysandre đã thực sự thành công trong kế hoạch của mình ở một vũ trụ nào đó, và chúng ta sẽ phải đi xây dựng lại những thành phố đã bị Lysandre phá hủy. Và thành phố Lumiose City chính là thành phố trung tâm mà chúng ta cần xây dựng chẳng hạn. Và để xây dựng được điều đó thì chúng ta cần có sự góp sức của những Pokemon mà chúng ta bắt được. Wow, cũng khá là gì mà này nọ đó nhỉ. Cái tôi mới nói đó là giả thuyết về tương lai. Còn nếu về quá khứ thì Kalos đã trải qua một cuộc chiến, và thực sự thì Pháp cũng là một nước đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh khác nhau. Cho nên là có thể chúng ta sẽ được nhập vai vào một cái thời chiến chẳng hạn. Và Lumiose City chính là một căn cứ trọng điểm của quân kháng chiến. Và chúng ta cần xây dựng cái căn cứ trọng điểm đó để phục vụ cho kháng chiến thì cũng là một ý tưởng khá là hay đúng không? Dù là tương lai hay quá khứ, nhưng mà việc chúng ta có thể tự tay hoặc là can thiệp vào việc xây dựng được một thành phố nhờ vào những sự giúp sức của những Pokemon cũng là một cái phương gameplay khá là thú vị và đột phá so với những cái gameplay cũ của Pokemon trước giờ. Thay vì là đi đánh phản diện, không thì chúng ta sẽ có được khả năng tự quyết định là mình sẽ xây dựng thành phố theo ý thích của mình như thế nào. Đặc biệt hơn là cơ chế tiến hóa Mega Evolution sẽ trở lại, và cái này khá là xung đột với lại cơ chế Terra hiện tại, bởi vì nếu mà vẫn chưa bước qua Gen 10 mà mang cơ chế Mega Evolution trở lại thì không biết hai cái cơ chế này nó sẽ đấu nhau như thế nào. Đâu thể nào trên một sàn đấu mà vừa có thể Terra rồi cái con Terra đó lại có thể tiến hóa Mega nữa thì ai mà chơi lại đúng không? Vậy thì quá là mất cân bằng game rồi. Cho nên là một ý nghĩ khác của tôi đó chính là cơ chế Mega này sẽ chỉ trở lại trong cái Pokemon Legend này mà thôi. Có thể đáng buồn là như vậy, và nó sẽ không sử dụng trong việc chiến đấu VGC. Cơ chế VGC vẫn sẽ sử dụng cơ chế Terra. Nhưng vậy thì các giải đấu cả năm nay và năm sau nữa, năm mà Pokemon Legend Z2A ra mắt á, vẫn sẽ sử dụng các luật lệ của Pokemon Scarlet and Violet. Vì bản game Pokemon Legend Arceus trước đó họ không can thiệp vào cơ chế chiến đấu, cho nên là những cơ chế chiến đấu của Gen 8 vẫn được giữ nguyên, cơ chế Dynamax vẫn được giữ nguyên và vẫn dùng cho đi đánh giải. Nhưng Mega Evolution trở lại trong thời đại của Gen 9. Và theo các bạn thì sao? Họ sẽ giữ lại cơ chế chiến đấu Mega Evolution trong khuôn khổ của bản Pokemon Legend Z2A, hay là họ sẽ gộp luôn cả cơ chế tiến hóa Mega cùng với lại cơ chế Terra vào chung một khuôn khổ, một luật lệ chiến đấu? Thật ra đấu trường có hai cơ chế đó thì vui, nhưng mà một số Pokemon sẽ không vui lắm. Chẳng hạn như là tương lai Pokemon Legend Z2A giới thiệu bộ ba khởi đầu, và trong bộ ba đó rất có khả năng là con Incineroar nó sẽ có hình dạng mới và có thể tiến hóa Mega luôn. Xong rồi nó lại còn được thêm cơ chế Terra nữa, thì chẳng phải là tôi không nghĩ ra được cái tương lai nó như thế nào luôn ấy. Quá ghê gớm luôn ấy. Cho nên tôi sẽ giữ quan điểm của mình, đó chính là cơ chế Terra vẫn sẽ được giữ nguyên, và nó sẽ là cơ chế gốc cho các giải đấu suốt cho tới khi nào mà Gen 10 được giới thiệu. Còn Mega Evolution sẽ chỉ trở lại trong bản Pokemon Legend Z2A mà thôi, nó sẽ không trở lại sàn đấu, mà có chăng trở lại thì trở lại trong Gen 10. Vì Pokemon Legend Arceus là cuối Gen 8 và đầu Gen 9 thì những cái Pokemon trong Legend Arceus mới được nhập cảnh lên Gen 9. Cho nên là nếu Pokemon Legend Z2A là bản game cuối của Gen 9 thì nó sẽ được nhập cảnh, những Pokemon trong đó sẽ được nhập cảnh lên Gen 10. Có thể là vậy, tôi cũng không biết rõ là Game Freak đang tính điều gì. Nhưng để cho hai cơ chế mạnh nhất nhì trong những cơ chế chiến đấu ở chung trong một thế hệ thì theo các bạn thì ý kiến các bạn về cái chuyện này như thế nào? Thì cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Đó là những gì mà tôi suy nghĩ hiện tại khi mà thấy được cái bản game mới được giới thiệu. Vẫn còn đang hy vọng là năm nay, cuối năm nay sẽ có một bản game khác. Tôi không tin là Game Freak bỏ cuộc vậy đâu, cho nên là chúng ta hãy cứ chờ đợi. Còn không thì chúng ta vẫn sẽ tin tưởng Game Freak để dành cho họ một năm, thực sự để dành cho họ một năm, để họ có thể hoàn thiện cái game Pokemon Legend này và tạo ra một cơn địa chấn chẳng hạn. Ok, nếu các bạn thích video thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bây giờ thì bye.